Hai cho anh em vào xỉa lương mình nhà tàu lũ chỉ đạo giúp các trẻ bạn là trong video ngày hôm nay với khung giờ quen thuộc 20:09 ở buổi tối livestream ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến khả năng bất bại của đúng hơn là khả năng tiêu diệt không cho ai nói một câu bất bại của superstar Athena ở vị trí chủ công thay vì phòng thủ như mọi khi đó các bạn. Và bây giờ chúng ta xem kết quả 20:09 sẽ như thế nào nhá. Nó AH vừa mới đập, vừa mới uống cà phê sáng xong. Ok, và gói cà phê này nghe chừng là miễn phí. Long Tiểu Gia lại mới đập ai để hạn đặt hạng 3 này các bạn này. Chiến báo gần nhất của mình thì đấm nhau với lão AH. Lão ấy vừa đấm xong nhưng mà chắc không thắng mình thì quay sang uống cà phê. Hợp lý thôi đúng không các bạn? Còn Chavriel thì chọi hai phát. Ok, và không thắng thì chắc là từ bỏ rồi. Ở hạng mục võ lai thì sẽ nào? Long Thiếu Gia và giết tao đi đang vã nhau. Mà mình tin là cả hai người đều đang online. Mình thắng 9 trận nhưng mà là hạng 11 cày nhỉ. Thôi cái này nó là hết xui. Lão Long Thiếu Gia khô lắm. Ông ấy hay test ở trong bạn bè trước. Đánh thắng thì bắt đầu mới vào trong đấu trường đấm nhau để tránh tốn lượt các bạn ạ. Đấy, một kinh nghiệm mà mình học hỏi của lão ấy được khi hôm offline các bạn. Rồi khoảng giây 55 mình sẽ đấm top 1 nhá, nếu như mà mình không bị mất top, còn không thì vẫn phải bảo toàn top 2 trước đã. Thật khó tin đúng không các bạn? Đó là có ngày với đội hình của Dulon và Mizuchi chưa S-Max mà mình lại lấy ở top 2. Thật là bất ngờ thật. Chính mình cũng không thể tin nổi. Pha quay xe có lẽ là quá ảo diệu trong giới quyền phương 98. Rồi, Chavo Del đang rất cố gắng. Rồi, có lẽ không ai đấm mình nữa đâu. Rồi, không hiểu sao lại có một nháy kia kìa. Đầm này lag này chịu. Nó muốn ra ngu ra khoảnh làm sao để nó ra. Hôm qua mình test 3 trận với hay là 2 trận mình giết tao đi đều thua cả hai. Rồi, Dulon bị đấm chết ngay từ lượt 1. Quả đen. Ý ở đây là đấm cho biến hình. Không biết Terico bật miễn trí từ chưa. Bật rồi thì tốt. Terico đang đánh dấu ai nhỉ? Hỏi đang đánh dấu Athena. Hy vọng là đấm tung.
Nó nhầm Athena, trận này thua rồi. Xui quá. Không có hồi sinh Athena thua. Hy vọng là mình sẽ không bị đánh xuống top vì ham đánh top 1 và mất top 2 nhá. Ok, may quá cũng chỉ bị Long Kiều Gia đánh hạ xuống một bậc thôi. Ok, thì ông ấy cho mình xuống ăn hạ 1x thì hơi bị buồn đấy. Rồi hạng 3. Xem trận gần nhất của Long Trường Gia đập mình các bạn nhé. À đâu, đây là trận mình đánh với lão giết tao đi. Nhìn chung thì mình mà bị chọi vào vị trí của Athena thì vẫn thua, đúng không? Nhưng tỷ lệ đấy sẽ là khá thấp. Trận này mình thua rồi, thật sự là hơi hơi bị hơi hơi tiếc. Kensu của nộ ngay từ lượt 1. Gần như mọi thứ đều rất ổn. Thế mà thua được, phí thật đấy. Rồi các bạn nhìn thấy lượt 1 mình phản công cũng ác phết đúng không? Có lẽ họ lại đấm chết Athena của mình. Và tất nhiên là không có hồi sinh. Quả thật là như vậy. Kể họ đấm lên đằng trước của Tung thì nảy đỡ đòn sang Lemles ngon là ngày đỉnh đúng là thế này. Tuyệt quá nhỉ. Ok, điểm yếu đấy, điểm chí tử đấy, mình sẽ khắc phục cái điểm này. Để mình như thế nào khắc chế được. Một mình Kensu không đấu chọi được. Họ vẫn còn hai sát thương chủ lực. Ngoài ra khi Athena chết đi thì các bạn để ý rằng cái vị trí Dulon của mình không hồi phục được. Nó chưa có hồn gì các bạn ạ. Ok. Vẫn thắng được S7 chung. Thành ra là mày được giữ được top 3 này các bạn. Không thì mất top rồi. Rồi. Tốt nhất là Teleco đánh dấu vào vị trí của Dulon các bạn. Khi nó đấm vào hàng đấy thì nó đấm vào Mizuchi hay đấm vào Dulon đều đều hợp lý với mình. Cùng lắm là Mizuchi chết một mạng hoặc là Dulon bật miễn chí tử.
các chủ lực hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đúng không? Chỗ đấm ở Athena thì hơi mệt, hơi hên xui. Quá để ý, thân bài gần như không hồi phục được. Đấy, quả thật là Mizuchi chết, Dulon biến hình. Nhưng nó vẫn hợp lý. Rồi, Teleco liên tục bị đấm miễn chí tử. Rồi cuối cùng nó cũng chết. Quá nhiều các bạn ạ. 56 phát đi. Sau đợt này thì team đội bạn sẽ nát hết. Chỉ cần Ken mà Ken. Rap trâu quá, còn rap ở đây để chùi Smart. Rồi, ăn block. Cay. Raph em mắc trâu thật các bạn ạ. Mình có lẽ sẽ bỏ viện trợ bánh bao à. Nhìn thật sự nó không cần thiết đấy. Thế hàng sau nó hồi máu thừa rồi.
Rap trầu nhỉ. Bạn thấy Rap S Max vẫn còn dùng được ngon lành. Ok, cuối trận mới giết được nó. Rồi, nói chung là tạm thời được. Hạo Long thiếu gia ác quá. Chúng hơi xui, mình hơi xui bị đấm trúng mục tiêu. Mỏ hôm nay làm ăn cũng chán thật. Mỏ hôm nay roll, mình roll gần như kiệt lực mà không ra một mỏ yên cương à. Chúng hôm nay không phải là một sự là một ngày may mắn dù thực lực có nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.